chào tất cả các bạn. Bạn thấy một đụng gì không? Okay. Đây là mình mua sô-cô-la để mình gửi về Việt Nam cho ở nhà ăn Tết đó các bạn. Mình muốn mua mấy cái hộp giống như hộp giả cười đó này kia đó, hộp ốc chó, nhưng mà đã đủ 10kg rồi mà mình dặn người ta có 10kg à. Nên mình mua mấy cái kia không được, mình lỡ mua sô-cô-la nhiều quá rồi các bạn. Chờ các bạn xem sô-cô-la nè, cho mấy đứa nhỏ. Mà mấy cái này á, mình nghĩ là về chắc bỏ tủ lạnh, tại vì không nó chảy nước đó hết trơn à. Thì mình mua cái này được 2 bịch. Đổ cái này bạc tê vậy mẹ, xịt lên. Cái này cũng vậy. Cái này ở trên là nó có cái hộp hộp này không biết kêu bằng hộp gì. Cái này ở trên màu đen nè. Còn này là dừa. Nó có dừa, cái lớp dừa ở trên mà thích ăn cái này nó thơm lắm. Cái này cũng sô-cô-la. Toàn là sô-cô-la không à. Sô-cô-la đen với lại sô-cô-la sữa. Sô-cô-la sữa thì chắc mấy đứa nhỏ thích hơn. Còn sô-cô-la đen thì cho người lớn ăn rất là tốt cho tim mạch đúng không ạ? Cái này là jambon. Cái này là giống như là kêu bằng pate hộp đó các bạn. Là mình cắt ra, mình chiên, chiên lên ăn với cơm, gọt với mì. Còn cái này là sô-cô-la rượu. Ở trong nó có rượu nè các bạn. Sô-cô-la rượu ở trong là nó ghi là sô-cô-la đen nhưng mà nó có rượu. Rượu nó làm từ rượu sơ-ri. Ở đây cũng có hộp. Mình mua 3 hộp cho bản ăn thử. Tại vì á, sô-cô-la thì nó thường quá rồi. Nhưng mà sô-cô-la mà có rượu các bạn là đặc biệt. Đây chai son. Cái mình gửi 2 chai dầu thơm. Rồi ở đây cũng là sô-cô-la đen. Đó. Trong đây nó có 3 vị khác nhau nè. Vị cacao, noisette với lại sô-cô-la đen bình thường. Cái này mình nghĩ Tết thì lấy ra cho mọi người ăn cục chơi vui thôi. Chứ còn này á, làm kỳ rồi mình có giới thiệu qua một lần. Cái này là dầu trứng cá nè. Uống rất là đẹp cho da, vitamin E. Cái này thì mặt ong nè, mình gửi cho mẹ mình uống để cho tóc đừng có rụng á. Còn cái loại này là mình rất là hết luôn. Mình thích nhất. Cái này là sô-cô-la đen nhưng mà ở trên nó có phủ một lớp cacao á, không có ngọt. Hoàn toàn cái này á, ăn nó không có ngọt. Ở đây mình mua 2 hộp. Còn ở đây là hộp sô-cô-la bự. Hộp này thì nó ở trong không biết là nó có bao nhiêu á. Để mình đếm coi. 6 14 20 26 cục. Bạn thấy không? Tại vì cái mùa này á là mùa Noel. Nên đó là sô-cô-la trong siêu thị bán rất là nhiều. Khi mà nó qua mùa rồi thì mình không có mấy cái này mình mua đâu các bạn. Nó có nhưng mà loại ít lắm, ít loại lắm, không có nhiều loại. Còn đây là cái hộp trang điểm. Mình cũng gửi về luôn cho mẹ mình xài. Tại vì ở đây mình ít xài lắm. Mình chỉ cầm cây son cái mình quẹt lên thôi. Còn cái này cũng vậy nè, 2 hộp. 3 hộp. Thì mình gửi về. Vậy thì có nhiều chia ra các bạn, người hộp vậy đó trong gia đình đó. Còn này cũng vậy là pate. Pate ăn với bánh mì. Cái loại này rất là ngon. Cái loại này ngon mà mắc tiền hơn cái loại kia. Đây mình cũng mua mấy hộp pate nè. Mọi hương loại, mình không biết là ở bển thích loại nào nên kệ mình lấy đại à. Chứ mọi thứ mình lấy lô vậy đó. Còn đây là kem đánh răng cho nhỏ cháu. Cái này cũng vậy nè các bạn. Ghi là mousse de canard.
Này là vịt. Này chép bánh mì ăn ngon lắm. Cái này cũng vậy. Cái này xăm bông nè, mà làm nguyên cục vậy á. Cái mình cắt ra, mình nhặn với bánh mì, mình chiên lên rồi mình ăn với cơm cũng được lắm. Ở đây là hai cây sô-cô-la. Hai cây sô-cô-la này mình bỏ vô miệng á, nó the, nó tê tê cái lưỡi á, rất là ngon luôn. Cái này nhiều lúc mà mình lên xe mà mình thấy khó chịu mà mình ngậm cái này cũng tốt lắm. Đó, thì mình mua có vậy thôi á. Đó, rồi. Với lại cái áo mình. Bên đây hiện tại giờ đang mùa son luôn các bạn, mùa hạ giá đó, mà mình không có thể đi mua được. Với lại cũng cận ngày quá rồi, mình phải đưa cho người ta đi, người ta đóng đồ vô vali á. Cái này là đôi dài, mình mua một đôi dài. Xong rồi, với lại hai cái áo nè. Hai cái áo cho nhà cháu. Mấy cái này ở bên đây bán rẻ lắm các bạn. Một cái gì thì nó bán hình như là 5 euro, là khoảng 130 ngàn. Nhưng mà mình mua đang hạ giá thì mua một cho một, nên nó rất là rẻ luôn. Mà giải nó rất là tốt. Cái quần, mua cái quần. Tại vì mình ít khi nào mình mua quần áo ở bên đây về Việt Nam lắm. Tại bển mặc cái model không có giống như bên Pháp á, nên là mình ít mua lắm. Chỉ mua là mua bánh kẹo rồi về ăn thôi các bạn, hoặc mỹ phẩm thôi, dầu thơm. Chứ mà quần áo là mình là không có mua. Thì mình mua hết như đây một đụng gì nè. Là tất cả mình cân là 10 kg đó. Mình muốn mua thêm á cũng không được. Tại vì mình đã lỡ dặn người ta có 10 kg thôi các bạn. Một chút quà cho gia đình để cho vui mấy ngày Tết. Tại vì các bạn biết không, Tết mình chưa bao giờ mình về Việt Tết, về Việt Nam hết á. Chưa có ăn Tết Việt Nam ở bên Việt Nam. Nên là mình hy vọng có một cái năm nào đó mình được về bển ăn Tết với lại gia đình, gặp bạn bè cho vui. Nên năm nay mình sẽ gửi chút xíu quà về để cho bển ăn Tết cho đổi gu, chứ ở bển ăn mứt đồ riết. Nên bên đây mình đổi sô-cô-la. Nhưng mà khổ có nổi, đem về bển là nó chảy nước. Thì mình nghe mẹ mình nói là sô-cô-la mà đem về Việt Nam là phải bỏ tủ lạnh mới ăn được, còn không mới chảy nước hết trơn à. Từ Sài Gòn mà đem về tới nhà các bạn là nút kỳ cũng chảy nước hết rồi. Đó. Thì mình khoe với các bạn chút xíu đây thôi. Chút xíu quà mình gửi về cho gia đình. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn video sau. Nhớ nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ kênh Hoàng Dung Paris. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn và hẹn gặp lại video sau.